Vâng, em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đồ lính. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác 6 mẫu quần áo đồ lính 6 màu khác nhau các nhá. Để các bác tham khảo kỹ trước khi đặt hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp bên shop để đặt hàng theo 32 số điện thoại chính của shop này các bác nhá. Đấy, bên em là luôn luôn giao hàng, ship hàng qua ngành bưu điện. Anh em nhận hàng các bác mở ra kiểm tra đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền. Như bác thấy trên hình đây là 6 mẫu quần áo, em đánh dấu từ số 1 cho đến số 2, số 3, đấy, số 4 này, số 5 và số 6 nhá. Đấy. Như ông thấy là chất liệu 100% là bằng vải kaki hết coi nhá, vải kaki. Đấy. Thì nó có sẽ 6 màu để các bác lựa chọn. Các bác có thể là lựa chọn số 1, số 2 hay số 3, số 4, số 5, số 6. Thì như bác thấy là tất cả là quần và áo. Các bác mua là sẽ có quần và áo nhá. Đấy, quần của nó thì là quần 6 túi. Đấy, hai túi hông, hai túi đằng sau và hai túi ở dưới đùi gối nhá. Đấy. Và nó cho có cái mẫu số 4 này là khác biệt nhất so với bộ so với 5 mẫu kia, là nó sẽ có cái áo là nó là áo 4 túi nhá. Đấy, còn đâu chất liệu như con thấy là 100% là bằng vải kaki, mặc rất là mát thôi nhá. Đấy, đây. Đây là cái mẫu số 1 thôi nhá. Đây là cái mẫu số 4 này. Thì nó sẽ có 4 túi. Cái mẫu này là mẫu 4 túi, thế còn quần thì cũng là 6 túi nhá. Đấy. Thì như cũng thấy là tất cả là bằng vải kaki mát hết coi nhá. Đấy. Đây. Một khi có mua là sẽ có một quần và một áo. Giá thì em thông báo luôn là nó dao động từ 5 đến 600. Đấy. Đây. Các bác nhá. Đấy. Quần này. Đây là quần coi nhá. Đấy. Quần. Đây. Quần thì nó sẽ có quần và áo nhá. Đấy, đằng trước và đằng sau. Thì cái mẫu này thì rất nhiều anh em đã mua, dùng rất là ok luôn nhá. Đảm bảo các bác là màu sắc không bao phai mờ, mặc rất là dày dặn, chắc chắn, bền đẹp. Đấy. Một cái video rất là ngắn thôi. Các bác nào đang có nhu cầu tham khảo quần áo dàn di lính này thì có thể liên hệ trực tiếp bên shop để đặt hàng. Em cũng xin kết thúc video đây. Xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.